Xin chào đại gia đình. Một con sáp lõi giá 220.000. Em là sáp cassette, radio cassette FM AM MIDI Z5. Ngoại hình thì thấy cũng còn được, không bại mẻ ha, lo thì nghe ok. Đĩa thì con mắt nhặn, con mắt nó còn thụt lùi lên xuống, có laser. MIDI thì đút vô không nhận, FM AM thì không có anten, FM thì nghe được 90, nhưng mà nó là bản thân nó là 108. Và có một cái nữa là nó có AUX là ngõ phone đó, ngõ điện thoại đó, mà sao mò hoài không có ra cái ngõ đó. Em quá ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Có con này em nghĩ là em mua đỏ lâu lắm mà nó dơ gì nè, nó dơ nó bể gì nè. Em chỉ lấy khăn ẩm ẩm lau chùi khu ngoài thôi, không có tháo ra luôn nữa, nó hư bởi bọng gì không biết nữa. Nhờ không có ao ít nữa nè, mà sao ghim vô mà không thấy ngõ ra nè, không thấy âm thanh ra. Con này Mazda Malaysia nè, FM 76 đến 108, AM 522 đến 1629 nè, điện 100V 36W nè, 5995 nè. Thì nó chỉ bởi mẹ chỗ đó ha. Con này lâu quá vậy em không nhớ có sửa chữa gì không, chắc nghĩ chắc không quá. Tại vì sửa là phải xài được chứ, con này không thấy gì trơn, nó hư luôn rồi. Lên nguồn định thường ha. Con này em nhắc lại ha, em bán giá 220.000, chưa bao gồm phí ship, không kèm với nguồn nha với khách của chú anh chị em. Giảm tắt nè. Rồi em thử lại như những gì em nói ha. MIDI nè, đút vô nó ọc ra, nó quay nó ọc ra. Bấm qua MIDI nè, nó ọc ra ha. Có thể là dơ mắt hay hư phần mềm hay gì lao nè, còn ọc ra ha. MIDI không xài được rồi. Còn cái còn có mắt đẻ nữa nè, nào quý khách dòm nè, nó chạy lên xuống nè. Có chuyển qua CD chứ, nhấp cái nút này ha, nó có laser nè ha, nó mà nó không nhận đĩa ha, là hai cái ha. Còn cái thứ ba là FM AM là nút này nè, AM nè 9237 nè, FM nè 90 nè. Để em gờ cái nút qua sao nè, cẩn trọng 90 này ha. Còn mình đè lúc này nè, nó lên nè. Ủa này là bên đây là lớn nhỏ luôn không? Bên này là đài nè. À 90 mấy nè. Đúng như nhà sản xuất nói ha, nè đó. Bị mất cái anten nè. 108 nè. Cái nút này cũng còn điều khiển được nè. Cái này nó copy từ CD qua MIDI nè, CD qua MIDI nè. Cái này là CD, cái này là MIDI, này ra đĩa, còn này là ghi. Còn cái nút này là chuyển AM FM. Còn cái nút AUX em không biết luôn á. Không biết bấm chỗ nào mà nghe AUX nữa. Nói gì nó buồn ơi, là nó buồn á. Rồi nói chung nghĩ là hai cặp loa còn xài tốt nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mua một giờ sửa chữa thì được, sửa hai là trưng bày, ba là lấy thịt cái than ruột gà vậy đó xài ha. Rồi em bán trên các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok với số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin chào và xin hẹn gặp lại.